Người phụ nữ xinh đẹp này đứng trước 6 chiếc bình giống hệt nhau, trong đó có 4 chiếc đựng rắn hổ mang và được xáo trộn cùng 2 chiếc bình trống. Người đàn ông yêu cầu cô phải tìm ra 2 chiếc bình rỗng, nếu không sẽ phải chết. Thật ra người phụ nữ này là phù thủy của Memnon, không chỉ có giác quan thứ 6 dự đoán tương lai, cô ấy còn có khả năng khống chế được động vật. Theo truyền thuyết kể lại vào thời Ai Cập cổ đại, một đám chiến binh từ phương Đông xâm lược các bộ lạc địa phương. Người dẫn đầu đội quân là Memnon đa kiếm như thần, lừng lẫy khắp vùng. Theo thời gian, đội quân của Memnon ngày càng lớn mạnh. Trong trận chiến xâm lược bộ lạc khác, Memnon ra tay rất tàn nhẫn, còn rất ít những bộ lạc sống sót đang tìm mọi cách để chống lại Memnon. Tuy nhiên, bên cạnh anh ta còn có Cassandra, một phù thủy có thể dự đoán được động thái của kẻ thù trong mỗi trận chiến. Không những thế, cô còn sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ khiến Memnon mê đắm. Nhưng theo di truyền của gia tộc, Cassandra không thể ngủ chung giường với bất kỳ ai, vì khi đó mọi năng lực siêu phàm của cô sẽ bị mất. Memnon không còn cách nào khác đành phải kìm nén sự thèm muốn của bản thân lại. Trong một đêm, tất cả những bộ lạc còn sống sót tập hợp lại thảo luận tìm cách đối phó với Memnon. Một người đàn ông tên là Balthara tự tin sẽ đánh bại được đội quân hùng mạnh của Memnon, nhưng trước tiên chúng ta phải loại bỏ phù thủy Cassandra bên cạnh anh ta. Vì vậy, vua Pheron thuê nhóm của người Arcadians cuối cùng còn sống đi giết cô ấy. Matthias là người chỉ huy cùng người anh họ Jesup và anh bạn Jamba. Đêm đó, cả ba đột nhập vào trang trại của Memnon và chia nhau hành động. Đúng lúc một tên trộm ngựa đang bị lính canh treo lên chuẩn bị hành quyết, Matthias nhân cơ hội đó xông ra tấn công ba lính canh. Từng đường đao dứt khoát lập tức kết đối phương mà không gây tiếng động. Tên trộm ngựa thấy vậy sợ hãi hét lên và lập tức ăn một cú đấm ngất đi. Tiếp đó anh cùng Jamba bắt đầu tiếp cận lều của phù thủy Cassandra, không ngờ đội quân Memnon đã mai phục từ lâu bất ngờ tấn công. Matthias may mắn trốn thoát, nhưng Jamba và Jesup không may bị trúng nhiều mũi tên. Anh nhẹ nhàng đột nhập vào trong một chiếc lều thì thấy có bóng người đang đứng chờ sẵn, hóa ra đó chính là phù thủy Cassandra. Khi Matthias giương cung chuẩn bị bắn tên thì Cassandra bất ngờ quay mặt lại. Vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy khiến anh phải đứng hình mất 5 giây. Matthias không thể ngờ được Cassandra lại biết trước mọi kế hoạch đêm nay của mình. Đột nhiên có một chiến binh xuất hiện, Matthias lập tức bắn tên hạ gục hắn. Cùng lúc đó, đội quân của Memnon xông vào lều bao vây Matthias. Lực lượng của đối phương quá đông, nhanh chóng khống chế được anh. Hóa ra con trai của Pheron đã phản bội cha vì cho rằng Memnon thích hợp trở thành người thống trị đất nước. Việc các bộ lạc liên minh chống lại đội quân của Memnon là vô ích. Khi Memnon định ra tay tiêu diệt Matthias thì đột nhiên Cassandra lại ngăn cản. Theo những gì cô dự đoán thì anh ta không chết trong tay Memnon, nếu làm trái điều này sẽ chỉ chuốc họa vào thân. Mặc dù không thể tự tay giết Matthias, nhưng Memnon đã nghĩ ra cách để tiêu diệt anh ta. Matthias bị chôn xuống cát bên cạnh tên ăn trộm ngựa, sau đó đốt lửa vào ổ kiến lửa gần đó để bọn chúng chạy ra ngoài đốt hai người đến chết. Tuy chỉ là một con vật bé nhỏ nhưng cả một bầy kiến có thể giết chết một con voi ma mút. Trong lúc hoảng loạn không biết làm thế nào, Matthias quay sang bên cạnh thì phát hiện tên trộm ngựa đã biến mất. Hóa ra anh chàng này biết thuật độn thổ có thể tự do di chuyển trên cát và đánh ngất lính canh. Nhưng vì đêm qua Matthias không cứu anh ta nên tên trộm ngựa muốn để anh phải chịu đau đớn một chút. Sau khi thương lượng để được chia chiến lợi phẩm, tên trộm ngựa bắt đầu giải cứu. Tiếp đó cả hai cưỡi lạc đà rời đi. Trong thành, mối quan hệ giữa Cassandra và Memnon ngày càng trở nên bất hòa, cô ấy không hề có tình cảm với anh ta. Memnon là người nhiều tham vọng, đi chiến đấu khắp nơi để chứng tỏ quyền lực của mình. Cùng lúc đó, Matthias và tên trộm ngựa tiến vào thành phố Gomorrah. Đây là một thành phố thịnh vượng tấp nập đáng để hưởng thụ, cung điện của Memnon được xây dựng ở giữa thành phố. Nhiều bức tượng đài trước mặt, Matthias quyết tâm sẽ trả thù cho hai người bạn đồng hành đã mất. Tuy nhiên, cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt, cần phải tìm một người thông hạo nơi đây dẫn đường. Trong lúc hỏi thăm đám trẻ con trên đường, Matthias bị bọn chúng ăn cắp mất túi tiền bên sườn. Sau một lượt rượt đuổi, anh cũng tóm được cậu nhóc để lấy lại túi tiền. Matthias bỏ ra một viên đá quý để thuê cậu bé dẫn đường vào cung điện của Memnon. Qua một con đường mòn, Matthias đã vào được bên trong cung điện. Trước khi rời đi, anh còn tặng thêm một viên hồng ngọc cho cậu bé. Lúc này Memnon đang trên sân đấu võ thuật, với thể lực mạnh mẽ, anh ta liên tục hạ gục đối phương, thậm chí còn dùng tay không đỡ được mũi tên. Matthias nằm mai phục trên mái nhà định bắn mũi tên tiêu diệt Memnon, nhưng đúng lúc đó cậu bé chỉ đừng bị lính canh bắt về. Vì Memnon mải thư giãn sau trận đấu nên chỉ ra lệnh cho lính canh giết chết cậu bé. Vào thời điểm này, Matthias đành phải tạm gác việc trả thù lại để cứu người trước. Anh bắn tên cản chiếc rìa đang bổ xuống, mũi tên thứ hai nhắm vào Memnon nhưng đã bị chặn lại. Hắn ta lập tức ra lệnh cho lính canh truy đuổi. Matthias vô tình trốn vào phòng của Cassandra đúng lúc cô đang tắm. Thấy lính canh sắp đuổi tới đây, anh bắt cóc Cassandra trốn thoát theo đường thoát nước của bồn tắm. Thoát khỏi sự truy đuổi, Matthias đe dọa bắt cô phù thủy phải rời thành theo mình. Memnon nhận được tin Cassandra đã bị bắt đi vô cùng tức giận, thế sẽ bắt được Matthias. Đêm hôm đó, Cassandra tìm cách bỏ trốn thì bị Matthias chặn lại. Thật ra ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã sống dưới sự sắp đặt của Memnon và luôn muốn trốn thoát. Việc cô ngăn cản Matthias bị giết là vì biết anh sẽ giúp cô thực hiện mong muốn này. Mặc dù mục tiêu cần tiêu diệt là Cassandra, tuy nhiên Matthias lại thấy muốn bảo vệ cho cô gái đáng thương này. Sáng hôm sau trên đường rời đi, Matthias phát hiện ra người của Memnon đã đuổi đến đây.
Anh để Cassandra và tên trộm ngựa rời đi trước và một mình ở lại chiến đấu. Matthias bịt mắt cưỡi lạc đà lao về phía quân địch, cơn bão cát phía sau giúp anh giải quyết được một nửa đám lính. Một số tên lính còn sống sót bị Matthias dụ đến một hang động toàn cát. Ở đây có rất nhiều hố cát lún, nếu không cẩn thận sẽ bị cát nuốt chửng. Từng tên lính cẩn thận trọng bước trên từng mỏm đá. Tuy nhiên Matthias là người thông thạo địa hình nơi đây, anh lúc ẩn lúc hiện ra tay tiêu diệt lần lượt từng tên lính nhưng không may bị trúng một mũi tên. Đêm hôm đó Matthias lên cơn sốt cao, không ngờ Cassandra bất chấp nguy hiểm dùng phép thuật hút hết độc tố cứu sống Matthias. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Matthias hỏi Cassandra tại sao lại cứu mình. Cô nói rằng bản thân dự đoán được anh sẽ là người giải cứu người dân khỏi hiểm nguy. Cả ba tiếp tục di chuyển tới một con suối thì dừng chân nghỉ ngơi. Đúng lúc đó một nhóm người bất ngờ bao vây, hóa ra là Balthara muốn tìm và giết chết phù thủy bên cạnh Memnon. Nhưng bất kể ai động đến Cassandra đều phải bước qua xác Matthias. Sau một trận quyết chiến, Matthias giải thích cho mọi người hiểu Cassandra cũng chỉ là nạn nhân bị Memnon lợi dụng. Thay vì đấu đá trong nội bộ thì tất cả mọi người hãy đoàn kết để chống lại Memnon, đó là cách duy nhất để mọi người có cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù chưa tìm ra cách đối phó với đội quân hùng mạnh của Memnon nhưng tất cả mọi người vẫn ủng hộ Matthias. Đêm hôm đó, Cassandra nói với Matthias linh cảm không tốt của mình. Nơi này sớm muộn cũng bị quân đội của Memnon tấn công, hơn nữa Matthias còn bị trúng tên độc mà chết. Nhưng anh lại nói với cô mình không sợ và tự tin bản thân sẽ vượt qua, sau đó cả hai đã có một đêm ngọt ngào. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Matthias thấy Cassandra đã biến mất. Hóa ra cô ấy đã quay trở về bên Memnon vì muốn cứu sống mọi người. Memnon nghi ngờ về việc Cassandra đã mất tích mấy ngày qua và muốn kiểm tra năng lực của cô ấy. Anh ta ra lệnh cho người mang 6 chiếc bình đến, trong đó có 4 chiếc bình có rắn hổ mang bên trong. Sau khi xáo trộn vị trí, Memnon yêu cầu Cassandra tìm ra 2 chiếc bình dũng, nếu không đúng cô sẽ phải chết. Memnon không hề biết rằng ngoài khả năng dự đoán tương lai, Cassandra còn có thể điều khiển được loài rắn. Cùng lúc đó Matthias đã cùng mọi người lẻn vào cung điện. Tên trộm ngựa và những người khác chịu trách nhiệm bí mật đặt thuốc nổ, Balthazar sẽ tìm cách giữ chân lính canh. Ngay khi Memnon chuẩn bị ra tay với Cassandra thì Matthias đã kịp thời xuất hiện. Cả hai bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt, tuy nhiên vẫn không phân được thắng bại. Memnon bất ngờ thay đổi chiến thuật đấu song đao khiến Matthias vô cùng bất ngờ. Thậm chí anh ta còn nhúng dao vào lửa để tăng sát thương dồn Matthias vào thế không thể rút lui. Cả hai tiếp tục chiến đấu trên bức tường thành. Vì sức mạnh của Memnon vô cùng dữ dội khiến vũ khí duy nhất trong tay Matthias bị hất văng, anh cố gắng chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão từ phía đối thủ. Vào thời điểm quan trọng, Matthias bật dậy sau cú ngã rồi dùng hai tay đỡ hai thanh đao lửa. Anh dùng hết sức đập đầu vào đối thủ và liên tục ra đòn đẩy lùi Memnon. Đúng lúc đó một tên lính cạnh định bắn tên lén từ phía sau. Cassandra định lao đến đỡ hộ Matthias nhưng không thành, anh hét lớn rồi ngã xuống đất. Lúc này tên trộm ngựa cũng đã châm thuốc nổ, ngay lập tức một vụ nổ bùng lên thiêu rụi cung điện của Memnon. Matthias vẫn không tin vào số phận, cố gắng nhặt cung lên và rút mũi tên độc trên lưng ra, anh nhắm thẳng về phía Memnon khiến hắn không kịp phản kháng. Trong tiếng nổ vang trời, Memnon rơi xuống biển lửa, bức tượng đài của hắn cũng sụp đổ theo. Vì Matthias đánh bại người đứng đầu nên nghiễm nhiên trở thành vua bò cạp của đời tiếp theo, tất cả quân đội đều quỳ dưới chân vị vua mới. Matthias và Cassandra đứng trên tường thành cười hạnh phúc. Kể từ đó người dân được sống ấm no hạnh phúc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.